Công an tỉnh Bình Phước cho biết, chiều ngày 5 tháng 9 đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Đức Tính, 31 tuổi, ngụ tại tỉnh Đồng Nai, để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản. Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, tại thôn 1, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, đối tượng dùng hung khí cướp xe gắn máy, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Theo xác minh, đối tượng tên Nguyễn Đức Tính vừa bỏ trốn khỏi trung tâm cai nghiện ma túy Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập. Công an tỉnh Bình Phước đã khẩn trương lên phương án truy bắt vì đối tượng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân. Khi đối tượng vào một cây xăng thuộc xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, thì bị phát hiện nên đã rồ ga chạy về hướng tỉnh Bình Dương. Sau cuộc truy đuổi, đến khoảng 14 giờ, với sự vào cuộc của các đơn vị công an Bình Phước và lực lượng phòng chống tội phạm Đồng Xoài, Tính đã bị bắt giữ tại một tuyến đường ở xã An Bình, huyện Phú Giáo sau 2 giờ lẩn trốn.